Trong trường hợp này thì website C và website B thì nó bây giờ C thật ra chỉ có 2 link, ở B có 5 link. Ai bỏ phiếu cho B? Câu trả lời này đúng, tức là web C nhiều hơn. Tại vì thật ra là web B thì quan trọng, nó lên đến C thì tất cả những người nào vào B rồi thì click một lần nữa và dẫn vào C. Nếu mà có 4 website này thì mọi người sẽ xếp hàng. Ông nào là K3? Sao mình 4? 1 4 xong đến 3 hay 3? Ai nói 3 là sao? Thank you.
thì trong để giải những bài toán này thì ta cần một số khái niệm. Khái niệm thứ nhất là khái niệm đồ thị. Đồ thị thì cái đồ khái niệm đồ thị thì xuất hiện tương đối sớm. Thì chẳng hạn ta biết là bài toán Euler là từ năm 17 bao nhiêu đó về bảy cây cầu của thành phố Queensland. Đó là bài toán đầu tiên mà khi khái niệm đồ thị xuất hiện. Và những bài toán nổi tiếng hơn và sớm và xuất hiện sau chút nữa như là bài toán bốn màu. Đây là màu tất cả các đồ thị khác bốn màu. Thì đồ thị là gì? Đồ thị chẳng có hai loại đồ thị. Đồ thị thứ nhất là đồ thị vô hướng. Rất nhiều ứng dụng trong thực tế, trong transportation, trong
phần lớn những cái gì mà có liên quan đến network. Ví dụ mà tôi hay dùng là